Nhất thời và một đời. Quan Hỷ à, để mau giúp Quynh đi. Để làm gì ngồi thừ ra vậy? Quynh xem kìa, chú ấy thật là tài giỏi. Tiên sinh à, làm phiền ông giúp tôi viết đôi liễn này cho đẹp một chút nghe. Tôi viết để tặng cho người ta đó. Không thành vấn đề. Thiên thái, địa thái, tam dương thái. Nhân hòa, sự hòa, dạng sự hòa. Ây da, viết đẹp thiệt đó. Viết đẹp thiệt đó nha. Cảm ơn bà. Quynh viết chữ đẹp thiệt đó. Xin cảm ơn. Đã giữa ngọ rồi, Quynh chưa ăn cơm sao? Không sao đâu, tôi không đói. Hai vị cứ ăn đi. Quan Hỷ à, chúng ta ăn thôi. Thơm quá ta. Ngon quá. Quynh nè, rõ ràng là Quynh đang đói. Tại sao Quynh không ăn cơm đi? Tôi công tử à, chúng tôi có đem theo rất nhiều, tôi chia cho Quynh ăn nha. Không được đâu, đừng làm vậy. Không có sao đâu, sư phụ có dạy tôi phải biết chia cho người khác. Thôi được, Quynh ăn đi. Cảm ơn rất nhiều. Bộ mấy ngày nay Quynh không có ăn cơm hả? Tôi không giấu gì hai chú, gần hai ngày nay tôi không có ăn gì hết. Gần hai ngày hả? Các vị đừng thấy tôi tinh thần sa sút như vậy. Trước kia tôi từng gian danh đệ nhất kỳ thi hương nữa đó. Những lời Quynh nói là sự thật hả? Phải, nhưng cuộc thi năm đó xem chút nữa là tôi đã đổ công danh rồi. Chỉ vì nhà nghèo nên không còn cách nào cho tôi học tiếp nữa. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Chính vì vậy ban đêm tôi học, ban ngày buôn bán lặt vặt, chuẩn bị một số tiền để thi cử. Nhưng mà việc viết chữ buôn bán thật ra không được khá khẩm. Thường thì viết câu được câu không, nó chỉ đến tiền lộ phí nữa. Vậy thì biết phải làm sao? Cho nên bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi đã nhận lời Dương Viên Ngoại đến nhà làm thư đồng cho ông ấy. Không còn suy nghĩ lung tung nữa. Làm thư đồng hả? Học chung với Dương công tử à? Đúng vậy. Học vấn của Huynh giỏi như vậy, làm vậy là tủi thân cho Huynh quá. Hai chú không hiểu đâu. Có việc ăn mà bữa có bữa không thật sự rất là xấu hổ. Xin cảm ơn lời mời của hai vị tiểu sư phụ. Nếu không thì tối hôm nay tôi phải chịu đói bụng nữa rồi. Ngày mai Quynh Phi đến nhà Dương Viên Ngoại rồi, để chúng tôi làm tiệc tiễn Quynh nha. Có hai vị tiểu sư phụ ở bên cạnh, thật sự lòng tôi cũng đỡ buồn nhiều. Sư phụ. Về rồi hả? Thưa sư phụ, chúng con có dẫn theo vị Hoàng công tử vừa mới quen này về ăn cơm đó. Hoan nghênh, hoan nghênh. Các con nè, trước khi lên núi, các con hãy giúp thầy hái một ít rau để mai có cái mà bán. Dạ, thưa sư phụ. Dạ thưa, con cũng xin giúp một tay có được không? Qua đây nè. Mau qua đây đi. Thật là kỳ lạ, tại sao các vị lại hái rau ở đó? Xung quanh ở đây còn rất nhiều rau dại mà. Không được, chúng tôi phải hái ở đây. Chúng tôi ở lại núi này không sợ là không có củi đốt. Có đúng vậy không sư phụ? Quan Hỷ nói rất đúng. Mỗi lần hái, chúng tôi chỉ sử dụng một khoảng đất nhỏ để cho khu rừng này có nhiều điều kiện sinh sôi, cho những loại vật khác có nơi sinh sống, môi trường sinh thái tuần hoàn. Như vậy chúng tôi mới có nguồn rau hái bất tận. Sư phụ nghĩ thật là chu đáo. Chúng tôi nhìn nhận sự việc không cần nghĩ đến cái lợi nhất thời, mà là coi trọng đến sự ảnh hưởng của cả đời. Có biết chưa? Dạ, có biết rồi. Hôm qua mình vừa mới ăn tối cùng với Hoàng công tử, vậy mà hôm nay không thấy Quynh ấy rồi. Không sao đâu, chúng ta có thể đến nhà Dương Viên Ngoại thăm Quynh ấy mà. Hai vị nè, có phải hai vị đang nói xấu tôi không? Hoàng công tử. Không phải Quynh đã đến nhà Dương Viên Ngoại rồi sao? Đúng vậy. Nhưng mà hôm qua vì tôi nghe được lời sư phụ chỉ dạy, nên cuối cùng tôi cũng đã nghĩ thông. Mình không thể vì sự lợi ích nhất thời mà quên đi lý tưởng của mình. Cho nên tôi quyết định bày ra vỉa hè để viết chữ dành dụm tiền. Thật vậy hả? Sư phụ nói không sai chút nào. Cực khổ là nhất thời, nhưng công danh thành tựu chính là cả đời. Tôi cần phải cố gắng nỗ lực hơn nhiều nữa. Có đúng không? Nam mô A Di Đà Phật.
No.